Có lẽ là cuộc đời này ông trời vẫn còn thương em, chồng em là tất cả mọi thứ đi cứu em. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đường Trần Bình Trọng thuộc quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là quán cơm, một cái trạm cơm nghĩa tình của em Phan Bụi. Trước đây thì Bùi Hồ có quay một cái nhân vật, đó là một cô gái quê ở Cà Mau. Vì hoàn cảnh gia đình, cô phải dấn thân vào vì chữ hiếu giúp đỡ ba mẹ mình. Thì sau đó thì cô bị sang Myanmar. Cũng may á, là gái này có một cái người chồng rất là tuyệt vời, đó là em Tịnh đã quỳ gối hàng giờ dưới các con đường Sài Gòn để cầu cứu và được em Phong kết nối để mà đưa em trở về Việt Nam. Đến đây thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị xem kênh Bùi Hồ sẽ biết là ai, đó là em Trang, cô gái Việt Nam bị lừa bán sang tận Myanmar. Và ngày hôm nay sau hành trình từ châu Phi trở về, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với em Phong Bụi xem cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào. Thì được một số thông tin cho rằng thì Tịnh đã có một cái chiếc xe để chuẩn bị hành trình chạy gấp ngay tại Sài Gòn, và em Trang sẽ bán trái cây, phụ cơm, phát cơm cũng như là bán trái cây ngay tại trạm cơm này. Để biết thêm về cuộc sống của hai vợ chồng hiện nay ra sao, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Em Trang, cô gái quê ở tận Cà Mau mà bị lừa bán, thì hôm nay thì em đã có một cái cuộc sống mới ngay tại Việt Nam. Đó là hai vợ chồng em thì bán trái cây, còn Tịnh thì người chồng của em chuẩn bị đi chạy Grab ngay tại Sài Gòn, và đồng thời là phục vụ hỗ trợ cho chị Tưởng phát cơm những cái hoàn cảnh khó khăn. Anh chào em nghe Trang. Dạ. Bây giờ hiện nay sức khỏe tình hình như thế nào rồi? Dạ, em ổn rồi. Ổn ha? Dạ. Tinh thần của mình bây giờ vực dậy lại được chưa? Đúng không? Dạ. Không ngại thì ở Việt Nam thì em với lại chồng em làm cái công việc là buôn bán trái cây, thì dạ, cuộc sống nó có ổn định không Trang? Dạ, ổn định lắm. Tại vì bán trái cây mà không ấp lạnh á thì cũng có hơi nhiều, nên là khi mà vợ chồng em trở qua bán trái cây ấp lạnh này á thì được lắm, được mọi người ủng hộ rất là nhiều, và cái số lượng bán mỗi ngày cũng nhiều hơn, nên là cuộc sống ổn định lắm. Dạ. Vậy là lúc trước là bán trái cây như là nhãn, chôm chôm rồi ha. Dạ. Thì bây giờ chuyển sang bán trái cây ướp lạnh. Dạ. Thì mỗi một ngày bán thì thu nhập được bao nhiêu, rồi lấy trái cây ở đâu? Bình thường thì buổi tối là khoảng đôi khi 3 giờ sáng, đôi khi sáng một tí thì hai chồng em sẽ đi Bình Điền lấy trái cây, đi chợ Bình Điền lấy trái cây và xong rồi về gọ. Ngày bán đắt thì khoảng tầm gần 1 triệu, còn ngày bán ít thì cũng trên 500-600, khoảng 500-600 trở lên có anh có dưới. 500-600 hả? Dạ. Anh nghe anh Phong nói là hiện nay là chồng của em là có được một cái chiếc xe mới. Dạ. Được Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Thì chuẩn bị chạy gác thì các công việc chuẩn bị như thế nào rồi? Thì hẳn là tại vì chồng em chưa có làm căn cước công dân á, cho nên là cần cái cuốn sổ hộ khẩu để làm lý lịch tư pháp. Và ở quê đã gửi cuốn sổ hộ khẩu rồi. Ngày thứ hai này chồng em sẽ đi làm lý lịch tư pháp, rồi xong cầm cái giấy đó để đi qua cái gác xin việc á anh. Dạ, là bắt đầu chạy luôn. Là khi nào chạy? Chồng em nói là thứ hai là xong cái lý lịch tư pháp rồi cầm cái giấy đó qua cái chỗ gác đó xin là ngày hôm sau chạy luôn. Ê, anh nghe nói là con của em là lên đây rồi, không còn ở dưới quê nữa. Dạ. Bé gái thì việc học hành của con như thế nào? Dạ, em có
xin nhà trường lại á, là em có hỏi mấy lần rồi cho cháu đi học lại, nhưng mà cô nói là cháu đã trễ hơn 2 tháng học á, là cô nói để cho cô thêm vài ngày nữa. Cô với nhà trường sắp xếp xem có cái lớp nào mà học kèm thêm cái buổi chiều với buổi tối nữa để cho bé theo kịp bạn hay không, tại vì bây giờ các bạn đang thi cái chương trình hầu như là học kỳ 1 á anh, cho nên là kèm cho cô thêm vài ngày nữa để em muốn chú cho. Hiện nay thì ở chung với lại em với lại Tịnh. Dạ. Anh cũng có thường hỏi thăm Tịnh rằng là em về Việt Nam, nhưng mà đôi khi thì em lại còn ám ảnh về cái lúc mà em ở bên Myanmar, đúng không? Bây giờ tinh thần của mình ổn định lại chưa? Dạ ổn. Dạ. Tình hình gia đình của mình thì như thế nào ạ? Cũng ổn rồi, tại vì cha mẹ, cha em thì đi làm hồ, mẹ thì buôn bán, thôi là cũng dành cuộc sống cũng ổn. Không có là nợ gì, gia đình em chú bỏ số nợ làm ăn quá nhiều thôi. Nên là chờ, cầu trời cho sự cái điều kiện đó nha, để trả tiền lại mọi người. Ngoài ra thì cũng cuộc sống ổn định. Cha mình với mẹ hiện nay thì ở Bình Dương. Dạ. Cha làm hồ, còn mẹ thì buôn bán gì? Buôn bán rau củ quả, cá với thịt heo. À. Dạ. Và anh cũng nghe nói được rằng á, thì trước đây gia đình em ở Cà Mau cũng khá giả nè. Có một số người khi mà anh đăng cái đoạn clip lên á, thì một số cô chú lại không hiểu rằng là nói tại em ham tiền quá, em mới đi sang tận Myanmar để em kiếm tiền mà em bỏ chồng của em. Thì chắc có lẽ là em có đọc được những cái bình luận đó đúng không Trang? Dạ đúng. Thì em có thể nói cho cô bác anh chị biết được vì sao em lại sang Myanmar cho cô bác anh chị hiểu thêm ha. Em muốn chia sẻ rằng là nếu mà ai ở Cà Mau á mà cùng chung bị lừa gạt chung cái vụ kiện đó với em và đang thư kiện ở hình sự á, thì nếu mọi người có xem được cái clip này thì mọi người cũng lên đính chính giùm em. Và em cũng gửi gắm cái lời nói của em là nhà em bể nợ số tiền quá nhiều, gần 10 tỷ. Gia đình em đã thế chấp muốn gần như là đứt tất cả đất đai tài sản, nhưng mà khoảng tầm được 3-4 tỷ thôi. Và còn nợ ở ngoài khoảng tầm còn 4 tỷ nữa. Thật sự là không còn gì nữa, nợ ngoài như vậy rồi. Người ta điện chửi mắng nữa rồi. Có nhiều người lúc ở quê á, lại xịt cay cha em, đánh cha mẹ em, chửi xị nhà nhiều lắm. Nhà em bây giờ cũng không còn nhà nữa. Tết hôm nay em biết cha mẹ em buồn lắm. Tại vì khi mà đi nhà cũng gần như là cũng có nhà một người, tất cả vật dụng trong nhà cũng có nhiều người lấy đi á. Cho nên là rồi thêm cái bằng khoán của bên ngoại em lúc đó là cầm lại á, rồi hỏi hai cái bằng quán của hai ông cậu là 500 triệu nữa cho đủ 1 tỷ 6 để chuộc cái phần đất đó lại, rồi cố lại cho người ta. Tại vì trước nhà ngoại em cố 1 tỷ rưỡi tháng đóng tới 30 triệu tiền lãi anh. Khả năng đó không nổi, cho nên là phải kiếm số tiền để chuộc bên đó lại rồi cố lại cho chủ khác. Rồi lúc đó như vậy khổ quá, được em mới đi, em mới tìm được cái lời giới thiệu trên Facebook. Giờ qua đó họ nói là sẽ cho ứng trước 300 triệu để gửi về nhà trả nợ. Vừa làm từ từ trả, một tháng dao động từ 150 triệu cho đến 300 triệu. Em biết là cái số tiền đó nhiều người sẽ nói là qua đường, nhưng mà họ cũng có kết bạn Zalo rồi họ gọi video hàng ngày để cho mình xem cái cảnh mà làm việc á anh. Nên mình cũng có lòng tin, với thật sự là khi mà mình, mọi người biết không, khi mà nhà khổ quá rồi không còn đường để mà xây sở á, nó gói lắm anh. Lúc đó chị kiểu như là mình chỉ hy vọng thôi, mình không, mà giờ lúc đó không còn cái lý trí hoặc là không còn cái suy nghĩ nào mà để mình suy nghĩ tới cái chuyện mà bị lừa á. Em chỉ muốn là đi làm kiếm thật là nhiều tiền, làm nhiều tiền làm cái gì cũng được, làm thật là nhiều tiền để kiếm tiền trả nợ hộ gia đình và muốn có cuộc sống thoát khỏi cái cảnh bị chửi mắng và nợ nần thôi. Em
như vậy. Không phải bỏ chồng, trốn vợ, bỏ con. Tất cả những cái tin nhắn, những cái bài đăng mà người ta đăng á, người gọi video như thế này, em dẫn cho chồng em xem. Nhưng mà gia đình em với chồng em có cản là vì sợ đi xa, không biết cuộc sống như thế nào, đổ qua ông về công việc đó làm sao. Cho nên là gia đình có cản không cho đi. Cha mẹ nói là cùng lắm thì cha mẹ chết đi chứ thì hết nợ thôi, tụi con sống giờ mà con đi làm cha mẹ không cho. Người chồng em cũng sợ đi xứ xa vậy đó, chết không cho. Nhưng mà em biết nếu mà em không đi á thì em cũng không bao giờ xóa nợ được hết. Cho nên là em quyết định em phải đi, nhưng mà em xui là em lại dính vô cái con đường mà bị gạt như vậy á. Không biết tả làm sao. Gia đình em là lớn nhất đúng không? Em còn một người em trai nữa. Dạ còn một người em gái. Em gái 15 tuổi và em trai 13 tuổi. Tại vì em thấy ba mẹ mình thì bị người ta siết nợ nè, rồi người ta lấy đồ, những cái vật dụng ở trong nhà hết luôn. Rồi ba mẹ em vì chữ hiếu em phải là tìm mọi cách để kiếm thật là nhiều tiền để trả nợ cho ba mẹ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều người đi làm á, ở quê cũng còn nhà để về. Nhà em đi xong rồi mấy tháng ở dưới vợ bạn đó. Cố là đắp cố lại thôi á. Họ cũng gần như chiếm hết. Rồi lúc mà em bị như vậy á, họ lại ép sang với giá quá rẻ luôn đó. Nhiều lắm anh ơi. Rồi lúc mà chủ nợ chửi cha em đòi đánh dữ lắm. Tại vì cái số tiền đó không phải, cũng cái giấy hùng hạp á anh. Hùng hạp kinh doanh là luật pháp xử, khi mà xử cái vụ kiện này á, cái người kia trả lời thế nào thì nhà em hoàng như vậy á. Kiểu như họ cũng kẹt như mình á, rồi họ dùng những lời cay đắng hấp điện lên mỗi ngày. Cha mẹ em ăn uống đồ khổ dẻo nổi. Rồi hiện nay thì cũng đã gần Tết rồi, thì em với ba mẹ mình với lại chồng của mình có tính về lại quê không? Dạ không. Nhưng mà nếu mà sau này có làm được hay không nữa thì em muốn biết về cha mẹ cũng không về. Tại vì cái ức nó đau thương lắm anh. Phải ngữ rất là đau thương. Nhưng mà ví dụ này không phải ghi gì nhà em đâu, nhưng mà có rất là nhiều người bị gạt nữa. Tỉnh Cà Mau bị gạt rất là nhiều người, không phải ghi gì gia đình em. Vì sao mà gia đình em bị gạt với số tiền lớn như vậy? Năm đó là lúc đầu á, là em gia nhập, em lấy hàng em bán, chỉ cái mức độ là nhập khoảng tầm khoảng mấy trăm triệu thôi. Thì em đẩy, có nhiều cái mối hàng để nhập của em á. Thì em giao, và em giao ở tỉnh của em nữa. Nhập mặt hàng gì Trang? Dạ là mỹ phẩm Linh Hương á anh. Mỹ phẩm hả? Dạ, mỹ phẩm Linh Hương. Đó là công ty chính ở Hà Nội. Rồi xong sau này thì tại vì cái huyện của em là do em quản lý á. Tất cả người gia nhập thì đó là do em tìm. Và cái người mà quản trị cái công ty đó ở Cà Mau á, thì lúc đó là ship của em, nhưng mà họ lại rút cái người của em đi á, lên làm trực tiếp với họ. Cho nên là em cảm thấy em bất mãn, em bức xúc và có những cái lời nói không hay, cho nên là em mới dừng. Vì lúc đó chỉ là số vốn vừa thôi. Em dừng rồi sau này họ lại về gặp cha mẹ em, dùng những từ ngon ngọt á. Với lúc đó mấy cái người mà làm việc chung với em á thì cũng có qua họ một ít nữa. Ôm tiền với cái sự lòng tin, rồi họ cũng dẫn về nhà họ, biết thân thế này nọ hết á. Nhà cửa ở Cà Mau, rồi nhà cửa với năm căn Thái Bình tùm lum hết. Rồi từ đó em cũng ít khi hỏi công việc nữa. Nhưng mà sau này thì có nghe mẹ nói là cái số vốn nó lên gần 6 tỷ thì em cũng có cản.
Rồi sao đi đơn hàng cho hắn? Tại vì lúc đó là em muốn ít khi hỏi cái công việc. Khi mà em làm khoảng tầm mấy tháng thì nó ngưng rồi. Có cái sự xích mích như vậy á, em cũng có gia đình với em buôn bán riêng với em. Rồi sau này đến khi mà đổ vỡ ra thì số tiền nó lên 9 tỷ mấy. Tại vì cái thời gian sau này là cha mẹ kinh doanh, em nghịch với nọ thì cha mẹ em quản lý, lên về mẹ em đứng. Cho nên cũng ít khi hỏi công việc. Cái đó là mình đi theo đơn hàng á. Đơn hàng là có mối mình tự giao, rồi có cái mối mà do công ty bắt nữa, có kho tại Sài Gòn á. Nhưng mà sau này giao rồi đôn hàng, đưa hàng đi nhưng mà tiền không thấy về, cứ hứa hẹn á. Hứa hẹn cứ lắp lại thì tiền của mình lấy xong mình không có tiền chi tiếng dưới á. Thì bắt buộc thì nhà em phải xây, cũng như là những cái người mà tiếng trên khác cũng vậy, phải xây lắp lại. Rồi đến khi mà bể ra rồi thì lớp tiền dây, lớp tiền xây tiếng dưới, rồi lớp cái người mà hùng cổ phần với mình á, không có tiền lắp lại nên mà càng thâm. Anh nghĩ đó là giống như đa cấp vậy đúng không Trang, đúng không? Nói rằng đa cấp là cũng không đúng, tại vì cái này là mình kinh doanh mỹ phẩm đàng hoàng á anh. Mình có kinh doanh mỹ phẩm và cái hàng của mình là hàng thật. Mình hàng thật sự, mỗi một tháng như vậy là nhập trên 10 tỷ tiền sản phẩm thiệt á anh. Tiền thật thì nó ghê tới rất là nhiều tiền doanh số luôn. Doanh số mà tính theo số lẻ á. Thì ai từng kinh doanh mỹ phẩm Linh Hương á thì sẽ biết được cái giá nhập này. Nhiều những cái đầu chị á, kinh doanh lớn hơn ở đây rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tụi em đôn hàng rồi á, đôn hàng thì chờ tiền nó giao về công ty. Xong rồi thì cái người lừa gạt tụi em á là sẽ trao lại cái số tiền đó lại cho tiếng dưới, là tụi em sẽ nhận. Khi tụi em đôn hàng rồi đưa đi khách hàng cũng là sự thật. Nhưng mà khi tiền về thì cái người đó lại ôm làm cái gì đó. Lừa gạt là cái người ở công ty ở Cà Mau. Tại vì hàng mỹ phẩm là mỹ phẩm thật, nhận hàng cũng là hàng thật, khách hàng tụi em đưa đi cũng là hàng thật. Nhưng mà khi hàng trao về tổng công ty như vậy, tổng công ty trao lại tụi em thì đó là do lừa gạt từ tổng công ty. Để biết lừa đảo vậy thì gia đình em đi thưa thì như thế nào? Dạ đi thưa thì ở bên hình sự á, họ nói là cái người này đã vi phạm vô cái tội lừa đảo chiếm đoạt có tổ chức. Tại vì cái công ty của người đó là anh hai là làm giám đốc, anh ba là làm phó giám đốc và người đó là cũng như là đứng vai trò là tổng giám đốc, là quản trị á. Cho nên là ba người này vẫn có tội, nhưng mà hai người kia có liên quan. Mà giờ nó vô là nó bị cái tình trạng mà như là nó sau sinh, rồi nó bị trầm cảm sau sinh á anh. Và bây giờ đang ở bệnh viện để điều trị tinh thần. Nhưng mà tòa nói là người đầy đã dính cái tội. Tại vì khi mà nhận cái số tiền của mọi người cũng như là gia đình em á, là người này không có một cái vấn đề bệnh gì hết, và có giấy phép chứng nhận của công an thành lập công ty. Và bây giờ là nói là tại vì cái thời gian khởi tố á, điều tra là giờ mức hạn là tới 2 năm nè anh. Nhưng mà 1 năm 4 tháng mới khởi tố á. Mới khởi tố có 6 tháng nay. Về hình sự cứ nói là cứ chờ. Thì em cũng có kéo biểu tình nhiều lần thì họ cũng nói gán thông cảm. Giờ cái thời gian khởi tố nó như vậy cũng gán sắp xếp làm nhanh, rồi chờ cho tinh thần con nhỏ này ổn định mới ra tòa được vậy. Thật ra thì em biết người ta lừa đảo nè. Rồi em đang tìm mọi cách để đi thưa. Thì lúc đó em không có thương lượng được với chủ nợ của ba mẹ mình để mà từ từ trả nợ sau khi mà mình khởi kiện thành công. Mà vì sao em lại gấp rút đến tính đến cái câu chuyện là phải đi nước ngoài lấy tiền về để trả cho người kia? Nhưng mà nếu em thương lượng được thì em không có đi đâu. Em biết không? Nhiều người em nói trên đây, nếu mà em sẽ có nhiều người coi được cái video này á, lớp thì hùng tiền, lớp thì hội, lớp thì tiền bạc vậy nữa. Khi mà năn nỉ á thì không bao giờ chịu đâu. Ghê cái mức như vậy á. Rồi nếu mà mày không xin giúp trả, rồi nói chuyện với cha mẹ cũng chửi mắng lắm
không thì tao sẽ phốt hết mặt mày cho gia đình mày lên, để cho sau này dòng họ mày con cháu mày khỏi chui ra đường gì nữa. Rồi đòi phốt ảnh nội ngoại em lên luôn, rồi chửi những lời đạ mạc. Nói chung là họ chỉ biết là dùng tiền, cần tiền và trả tiền thôi, chứ ngoài ra họ không có cho một cái gì là con đường à. Như cả xin để ở hàng tháng nguyên gia đình làm được vậy, rồi sẽ trả từ từ, trả hàng tháng 2-3 triệu vậy đó. Chia ra nhiều người cũng không đồng ý luôn. Không, nhớ hả, cay nghiệt lắm anh. Nếu mà đàm phán được thì em cũng không có tìm đường như vậy đâu. À, anh có nghe Tình nói là em thì hiện nay giống như đang bị trầm cảm gì đó, thường xuyên mất ngủ nè, rồi rất muốn có một người tâm sự. Thì nó hiện nay cái vấn đề đó nó vẫn còn đang ám ảnh em hết Trang. Em mới ra đi, em ngủ đêm nào cũng vậy. Em không lại ngủ 2-3 giờ sáng em mới ngủ được, và em không biết tâm sự với ai. Buồn quá thì chỉ biết điện khóc với em gái á. Không thì nhất là cái người đồng cảm với em là chị Trang. Chị đã cứu em từ Myanmar về á, hỗ trợ cứu em thì em điện cho chị ấy. Thì em nhắn tin vậy, chị ấy an ủi em nhiều lắm, vượt qua cái mặc cảm, chịu đựng với xã hội, cố gắng lên sống vì con mình á. Được mọi người cứu bạn về là hên lắm rồi, còn rất là nhiều người ở bệnh á, cũng bị tình trạng với em. Cái mà em lo buồn nhất là vì gia đình của em trước đây từng sống ở Cà Mau, cũng ăn nên làm ra, thì bây giờ phải xa cơ lỡ vận như vậy. Hay là em buồn vì cái lúc mình bị hành hạ ở bên Myanmar? Buồn cả hai luôn rồi. Giờ ngay cả giờ đó, khi mà em về đây rồi thì ở dưới á, cũng lại điện lên cha mẹ em không được á, thế là điện lên số điện thoại của em. Xong rồi cũng là ám ảnh nó bệnh nữa. Rồi có nhiều người ở dưới quê không biết á, thì phụ nữ mà ở dưới quê thì anh nghĩ là nhiều người là phong kiến, thì người phụ nữ như vậy là họ không cần biết lý do như thế nào thì họ sẽ nói những lời cay đắng. Những lúc buồn nhất thì em sẽ làm gì? Đúng, đi sẽ ôm con đi. Đúng, ôm con đi vậy. Khóc thiệt là nhiều đó. Nhưng mà có em có bao giờ em nghĩ là chồng của mình Tịnh á, thì cũng đang cố gắng từng ngày vì em nè, vì con nè, thì phải đôi khi là đêm ngủ chỉ được có khoảng 2-3 giờ đồng hồ thôi, phải chạy đi xuống chợ Bình Điền để mà lấy trái cây nè, rồi về nhà để gọt ra, gọt những cái trái cây để mà bán nè, như trái ổi, trái xào, xoài này nè, trái cóc á. Thì em nghĩ là mình sẽ cùng cố gắng để cho chồng mình có một cái động lực để làm việc. Thì cố gắng biết được là em biết không, từ cái lúc mà em nghe chồng em cố em á, thực sự là em đau dưới đi. Có lẽ là cuộc đời kìa, ông trời vẫn còn thương em, chồng em á, làm tất cả mọi thứ đi cứu em. Lúc đó cũng cái lúc mà chồng em mà gặp được anh Phong Mũi gần như là kiệt sức rồi đó, bệnh, tại vì thời gian đó bệnh chứ. Rồi chồng em bệnh hả? Dạ, cái thời gian mà đi cứu em là bệnh xuyên suốt luôn, bệnh sốt bệnh nhiều lắm. Chồng em bệnh sốt hả? Lúc đó là hầu như là kiệt sức luôn, là phải ghé bác sĩ đi truyền nước luôn á. Rồi chạy từ đây đi xuống tới Mặt Liêu cầu cứu những người mà thôi thường cũng đỡ, nhưng mà thậm chí đi vô rồi họ còn đuổi về nữa. Bảo vệ đuổi về rồi, cho nên là đi tới ngày mà cầm cái bảng mà ngồi ở công viên cứu em dẫn sốt
bệnh đó. Sốt ly bì luôn. Rồi sốt quá như vậy đó, rồi nó làm nghe nhỏ đó có da rỉ cũng không có giá rẻ đâu. Rồi sốt quá nên là có giờ anh ghép anh chở lại cái chỗ mà ngã để ngủ tạm, xong rồi sáng hôm sau là nghe cứ cầm cái bảng ngồi đó tiếp á. Có nhiều khi mà em lấy được cái máy em gọi chồng em á, đuối quá rồi chỉ ghé ngán thôi, môi mỏ lọt đó. Rồi giờ em lại thêm vậy nữa, nhưng mà em sẽ cố gắng. Buổi sáng thấy chồng em thấy vậy rồi còn lo lắng cho mẹ con em mỗi ngày như vậy nữa. Rồi còn bán ra nhiều khi thấy em vậy không biết em buồn lắm, khi em đi nghỉ lo cho em nhiều lắm. Cho nên em sẽ cố gắng em vượt qua. Chắc em cũng rất là có phước khi mà có được một người chồng phải nói là rất là tuyệt vời đúng không? Quay trở lại cái vấn đề đi, thì gần Tết thì em không có về Cà Mau, thì hai vợ chồng dự định là ở đâu? Chưa biết nữa, nhưng mà thì tụi em sẽ về Bình Dương thăm cha mẹ, xong rồi nếu cô bán ở đây thì tụi em vẫn ở đây phụ cô thôi. Rồi nếu cô đóng cửa quán á, mà cô kêu tụi em phụ thì tụi em phụ ở đó. Nếu chưa có dự định gì hết. Hiện nay thì em đã có công việc nè, định là có bắt đầu một cái công việc mới đi. Thì trong lòng vui dữ không? Dạ vui chứ anh, vui lắm. Vui nhất là ngày mà anh không nhận là em mua được chiếc xe á. Vui tại vì á, nói thật sự luôn là cái lúc mà cái chiếc xe chồng em bán để mua á, nó chỉ là vậy là chiếc xe mua trả góp tạm thôi á. Ừ, chiếc xe cũ ha. Dạ, là chồng em mua trả góp. Đúng rồi, rồi mua xe cũ cửa hàng cho trả góp luôn chứ không phải là bán tiền mặt nữa. Rồi bán lại cũng không có như tiền để chồng em xây sở chi phí mà đi cứu em á. Vậy nên là cái kệ mà nhận được chiếc xe mà mua được bằng tiền mặt á, rồi đứng lên vợ chồng rất là vui. Tại vì từ cái lúc mà chắc từ nhỏ đến giờ luôn, người từ lúc lấy gì vợ chồng chưa bao giờ sở hữu một cái chiếc xe mà tự đứng tên chạy xe qua tay thì được cô Danh Phong giúp cho bán như vậy nữa thì sẽ may mắn lắm. Vui rồi, thôi gọt tóc tiếp đi. Hai vợ chồng bán là từ mấy giờ đến mấy giờ? Bình thường thì nếu là chủ nhật á thì em sẽ bán trễ một tí, còn những ngày thường á thì phụ cô để nấu cơm xong rồi trễ này là bán trái cây khoảng tầm 11 giờ mấy là sẽ bán. Bán cho đến 8 giờ đi mất. Nhưng mà dọn xong rồi thì em nghĩ dọn xong là khoảng mấy giờ hay Trang ha? Khoảng nếu là dọn xong khoảng 9 giờ mấy. Thấy vất vả dữ không? Em không có vất vả gì đâu. Em vừa gọt trái cây xong rồi để lên vậy á. Rồi bán là mọi người thấy ủng hộ nhiều không? Em ủng hộ nhiều. Em bán trái cây ướp lạnh á được hơn bán cái hàng mà để ngoài á. Tại chiều khách đi bộ á mua ủng hộ là nhiều. Dạ. Hôm nay thì anh với anh Phong qua bên đây nè. Thì thấy cuộc sống hai vợ chồng ở Việt Nam thì cũng ổn định lắm rồi. Thật ra thì vui lắm. Nói chung là anh cũng rất là ngưỡng mộ và quý mến tình chồng của em á. Phải nói là một người chồng tuyệt vời, lo cho em, người lo cho con, người phụ giúp người ân của mình là chị Tưởng nè, phát những cái phần cơm miễn phí cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì anh vẫn biết em vẫn còn đó,
những cái nỗi đau ở trong lòng mà chắc có lẽ là thông qua những cái đoạn video clip này á, thì em không thể nào em kể hết được, mà em chỉ có thể là từ từ giấu kín rồi từ từ nguôi ngoai đi cái nỗi đau này. Một cái nỗi đau về một cái quá khứ ngay tại một cái vùng đất dữ Tam Giác Vàng, một cái nỗi đau từ cái gia đình của mình. Và chắc có lẽ là cái khó vượt qua nhất á là cái gia đình của mình nữa. Tại vì trước đây gia đình của em là một gia đình rất là khá giả, nên làm ra ngay tại Cà Mau. Mà bây giờ hiện nay thì cũng đã Tết đến rồi, thì gọi là không có nơi để về đúng, quê hương mà. Thì về đó thì cũng còn dòng họ, mà bây giờ không biết về như thế nào nữa. Thì anh nghĩ là cái gì á nó cũng có những cái lúc khó khăn, và đây chắc có lẽ là những cái lúc khó khăn nhất trong cái gia đình của em, trong cái cuộc sống của em. Thì anh mong rằng em á thì sẽ cố gắng vượt qua, vì đâu đó vẫn còn những người thương yêu và ủng hộ em, và đặc biệt là bên cạnh em á là có Tịnh á, rất là tuyệt vời luôn. Anh phải nói là anh cực kỳ khâm phục ý chí nghị lực của Tịnh đã đồng hành với em những cái lúc khó khăn nhất. Chắc có lẽ là Tịnh đang bán ngoài trước hay gì quá, anh gọi Tịnh vô tâm sự với cô bác anh chị tí xíu ha. Tịnh ơi, Tịnh đang bán hay con? Tịnh đang bán. Tịnh đang bán hay gì con? Tịnh. Đang sắc dưa hấu. Trời ơi, thầy sốt đỡ chưa? Dạ. Yeah, đang sắc dưa hấu hả? Thôi anh đâu ăn dưa hấu ăn nhãn hả? Rồi cho anh em mình chia sẻ tí xíu đi. Thì cũng làm phiền hai vợ chồng nữa đâu. Hôm nào anh qua thăm tiếp. Hiện nay thì cuộc sống ổn đúng không? Anh nghe Trang nói là em chuẩn bị chạy gấp. Thì khi nào chạy Tình? Dạ, chắc thứ ba. Thứ ba chạy gấp hả? Là anh Phong mua cho một cái chiếc xe. Mấy chiếc xe em gọt đi Trang để thôi, không kịp bán. Em cứ cầm thôi cũng được nữa Tình. Dạ, yeah. Ở ngày ở với chị Tưởng á thì buôn bán chỗ này đỡ không? Dạ, ổng về thì nói chung thì bán cũng đỡ lại rồi. Đỡ lại rồi. Đỡ lại. Trước thì em bán trái cây nguyên. Ừ. Bây giờ em bán trái cây ướp lạnh. Ừ. Thấy nó có lý hơn chứ trái cây nguyên. Ừ. Khỏe cũng đỡ được phần nào. Cũng vất vả dữ không Tình? Nói chung thì cũng có vất vả. Ừ. Dạ. Thời gian tới thì thứ ba này chạy gáp thì cái có lo lắng gì không? Lo nhiều lắm. Lo cái gì? Nó nghe mà. Vợ nhà rồi làm sợ như là còn trong người còn yếu anh. Ờ. Sốt cứ bệnh bị sốt siêu vi ở dài đó. Ờ. Chưa hết rồi sợ nhà, vợ nhà làm không nổi. Ừ. Sợ vậy. Thì kia thì em cũng có lấy cây về thì sáng phải chạy rồi vợ nhà là mới sợ nó làm không nổi. Ừ. Thì cũng lo cho vợ. Dự định là mình chạy buổi ban ngày thôi hay sao, hay là chạy buổi tối, hay là chạy cả ngày luôn? Định là chắc cũng chiều. Chạy buổi chiều. Khoảng 1-2 giờ chiều. Thì em chạy tới 9-10 giờ đêm. Thì ban ngày buổi sáng thì có thể phụ kiếp cơm cô. Kiếp cơm đó. Xong xuôi chân thì mới dọn xe cây ra xong rồi mới chạy. Có nghĩa là sáng em 3 giờ khuya em đi lấy trái cây. 3-4 giờ. 3 giờ đi lấy trái cây. Rồi sau đó về là phụ phát cơm cho chị Tưởng. Về phụ cơm rồi xong ở trên, xong bán trên, xong tư trên thì em mới đi chạy. Rồi phát khoảng đến 2 giờ là xong. Rồi em sẽ từ 2 giờ đó em sẽ chạy luôn. Dạ. Cho đến 9-10 giờ tối. Dạ, dạ. Rồi làm như vậy thì sức khỏe có chịu đáp ứng được không, nổi không? Được, tại vì cũng có nghỉ ngơi mà. Cũng có nghỉ ban đêm đó. Ờ. Tối cũng có nghỉ. Bây giờ bình thường thì cũng là mình cũng xe vòng, cũng thời gian cũng như vậy à. Ừ. Nhưng buổi tối ở đây cũng xe vòng cũng tới 10-11 giờ. Ăn uống xong xuôi trên cũng có 11-12 giờ mới lên nằm. Ờ. Nhưng mà hổng ngày là ở đây thì làm cái công việc nó thời gian nó cứ cuốn cuồng liên tục à. Mình ít nghỉ ngơi á, thì sức khỏe của mình như thế nào? Nói chung cũng mà phải cố gắng. Anh nghe nói, anh nghe nhìn Trang nói là em cũng có nhiều bệnh mà.
cũng hay đi sốt nè, em bị lên máu á, bị lên máu vậy. Ăn làm không ăn á, nên nó cũng mất sức. Nhưng mà từ từ cũng quen lấy lại thôi. Bây giờ dài mà ngày giờ cũng lấy lại rồi, chứ mà nào cũng ổn cả cái mà nó. Những năm trước á thì em với lại gia đình của mình đón Tết ở nhà ở Cà Mau á thì xung vầy lắm. Thì năm nay thì do một cái sự cố gì đó thì đón có thể là nghe anh nghe Trang nói là không có về Cà Mau nữa. Thì có thể là phụ tiếp chị tưởng đón Tết ở Sài Gòn luôn hoặc là ở Bình Dương. Thì cái cảm giác của em như thế nào hay Tình ha? Thì cái ơn nghĩa thì em thì không biết khi nào em trả cho không. Nhưng mà còn cái công việc sau này thì cái tương lai nữa, cho con cái này cái lo tương lai nữa thì cũng chưa biết tính sao. Nhưng mà trước hết thì em sẽ phụ cô trong thời gian này qua Tết một vài tháng nữa. Thì hai chồng em sẽ xác định, sẽ tính lại và tìm cái công việc để sau này lo cho con cái nữa. Có dự định là cho con mình học ở trên này để mình làm sinh sống ở trên này luôn không? Dạ em cũng có dự định như vậy nữa. Dạ, cũng gần đây, cũng gần cô nữa. Nhưng mà em làm ở ngoài thì buổi sáng cũng có thể, giờ em cũng có thể chạy lại cùng với cô. Cơm này kia rồi xong xuôi thì em về em chạy gáp cũng được. Nay gặp ốm hơn lúc trước đúng không? Ít ăn. Làm ngon ăn, ít ăn nên ốm. Sáng không ăn sáng luôn? Không, nhập khi ăn thì có thì không luôn. Ôi trời ơi. Thôi thì hôm nay qua thăm hai vợ chồng nè. Rồi nghe Trang kể thì lại thấy Trang khóc anh cũng cầm lòng không đặng nữa. Thì thôi hai vợ chồng cố gắng lên nha. Mọi người thì luôn ủng hộ hai vợ chồng ngay tại Sài Gòn này. Trang em cố gắng lên để cho Tình có một cái động lực để mà có thể làm việc. Đôi khi thấy em khóc hoài thì Tình cũng buồn, cũng không có đi chạy xe nổi. Tình nói là cũng đang chạy xe mà lo cho, sợ lo cho vợ không biết bệnh sốt như thế nào nữa kìa. Ha, hứa cố gắng lên ha. Thôi thì chắc có lẽ thì qua thăm hai vợ chồng như vậy cũng vui lắm rồi. Thì chúc hai vợ chồng á thì làm ăn càng ngày càng khấm khá, và đặc biệt là em với lại Trang thật là nhiều sức khỏe, tại vì còn đứa con gái của mình thì còn ba mẹ ở ngoài Bình Dương nữa. Cố gắng làm để mà có thể là một năm nay thì tạm thời mình đón Tết ở tại Sài Gòn này một năm. Thì sang năm thì mình sẽ về một hai năm mình sẽ quay về lại quê hương. Ha, chúc hai vợ chồng sức khỏe và cố gắng lên. Anh tin tưởng em với lại Trang sẽ làm được. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, tất cả các bạn đã xem video clip đến thời điểm này. Có thể cô bác quý anh chị có thể chia sẻ những cái đoạn clip như thế này để cho những người thân của mình có con cháu á, để tránh những cái tình trạng gọi là bị lừa đảo nè, bị bán sang những cái đất nước xa lạ mà không hiểu biết gì nữa. Thì đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh mà nhân vật thật đã từng trải qua mà chia sẻ với cô bác quý anh chị. Chúc hai vợ chồng sức khỏe ha.